Ok. Ngon. Ừ, bắt cái ghế ngon trong ăn về qua tay mong ăn bắt cái ghế ngon trong em về qua tay một về mời lấy chồng đất chưa ăn đi mà nhỏ anh nhau con vô cùng mà sao giờ ba em về hết chuyện vậy ta. Giờ con hết chợ rồi lúc sinh nhật của bà Khanh không anh? Chưa ăn đâu, mi ăn mà. Mi ăn mà chưa hết rồi. Anh nhớ mi ăn nữa, ăn hết mày. Cầm cầm xuống cái cuốn rổ ấy, cái rổ ấy. Cho mày chạy em rửa hắn à. Đậu vàng em rửa đi ạ chị.
để chị nhìn xem ở đây có còn con nào. Em cứ để ngâm ở chậu vàng ấy, cho nước vào ngâm cho nó bơi hết ra. Thôi thôi con ơi. À Minh Ánh ơi, vỗ cho chị. Mà thôi đừng vỗ, nó ngủ rồi, nó ngủ rồi. Anh ơi kìa.